Chào các bạn, trở lại với chương trình xe hơi ạ. Thì hôm nay em quay cái báo giá tháng 3 2024 của các đầu xe bán chạy bên Mazda hiện nay đang mới bán nhá. Thì chắc chắn rồi thì mình phải có cái CX-5. CX-5 này thì bọn em có 7 phiên bản, hai cấu hình động cơ 2.0 và 2.5. Thì đa phần sẽ là 2.0. Bắt đầu từ giá là 759 triệu bản Deluxe. 799 triệu bản Luxury, 739 triệu bản Premium Active như anh chị nhìn trên màn hình này, hay là bản Sport là 859 và bản Premium Exclusive là 879 triệu. Thì thời điểm này toàn bộ các đầu xe Mazda đang có voucher giảm 50% lệ phí trước bạ. Với bản bán chạy nhất, bản Premium Active em đang quay này, đây là màu xanh đen ạ. Thì 839 triệu thì mình sẽ lăn bánh đâu đó vào khoảng tầm 930 triệu nhé. Cái này thì em xin giải thích qua một chút là cái hãng Mazda thương hiệu Thaco thì bây giờ cái giá niêm yết hay khuyến mại thì nó trừ thẳng vào giá niêm yết nhé. Nó sẽ không giống như là Honda hoặc là Toyota, thì chúng ta có cái mức giá niêm yết và có một mức chiết khấu nhất định để đàm phán, ví dụ như là giảm khoảng 20 30 triệu đúng không ạ? Thì thời điểm này thì toàn bộ các xe của bên Mazda thì đều gần như là sẽ bán có voucher là 50% bảo hiểm thân vỏ và bán gần như là đúng giá niêm yết ạ. Thì cái bảo hiểm này thì mình có thể quy đổi về tiền mặt tương giá trị tương đương, thì nó sẽ không giống như là quy đổi về phụ kiện. Đó, một số cái lưu ý nhỏ. Thì với CX-5 bản Deluxe thì chúng ta sẽ lăn bánh đâu đó vào khoảng 840 với các bác ở Bắc Ninh. Bản Luxury thì mình lăn bánh vào khoảng tầm 809 ạ. Bản Pre thì là 930. Đó, thì các bác cứ cộng ra vào khoảng tầm 85 đến 90 triệu tiền thuế trước bạ và đăng ký đăng kiểm ạ. Rồi, CX-5 Mazda 3 ạ. Mazda 3 thì bên em có chuẩn là 4 bản, nhưng thật ra bản tốt nhất là bản Luxury. Nhưng chị đang xem này, 619 triệu thì nó đầy đủ option so với bản cao cấp nhất, chủ yếu là thua về cái tính năng an toàn như là Adaptive Cruise Control hoặc là giữ lệch làn đường thôi. Đó, 619 thì mình lăn bánh nó đó nó chỉ rơi khoảng tầm 680 609 thôi ạ. Tháng này thì bên em vẫn đang có voucher bảo hiểm thân vỏ 50% phụ kiện thì bọn em có phim cách nhiệt Luma của Mỹ và hành 5 năm cho tất cả các dòng xe. Đó, ngoài ra những cái phụ kiện nhỏ nhỏ thì mình có thể đàm phán thương lượng alo trực tiếp qua bên em. Thì khách hàng liên hệ và để lại số điện thoại để bên em báo giá thì sẽ được ưu đãi hơn một chút ạ. Đấy ạ, Mazda 3. Ngoài ra thì bản thấp nhất bản Deluxe là 579 triệu. Bản Signature thì thêm cam 360 và mâm to hơn một chút ạ thì là 739 triệu. Ngoài ra thì bên em có CX-8, đây là bản Luxury màu vàng ánh kim, màu này cũng khá là mới, thì nhiều bác cũng rất là thích màu này. CX-8 này bên em có 4 bản ạ, bắt đầu từ 949 và bản cao cấp nhất là bản 2 cầu 6 ghế ạ, 1 tỷ 129 triệu. Đấy, mình có thể thấy là như bản này thì là bản tiêu chuẩn này, bản không có logo 3D, không có Adaptive Cruise Control. Ngoài ra thì thời điểm này Mazda 2 bán cũng khá chạy ạ. Mazda 2 bản AT bản 420 triệu thì bên em đang bán là giảm 5 triệu cho quý anh chị ạ, là 415 triệu. Thì Mazda 2 có hai màu là trắng, đỏ và xám. Đây, đây là bản Mazda 2 420 triệu. Thì thời điểm vừa rồi thì ra biển mẫu xe này nhập khẩu nguyên chiếc Thái Lan. Giá đâu đó vào khoảng tầm 406 407 ạ, thì cũng rất nhiều bác cân đối và lựa chọn cái Mazda 2 như này, thì giá nó chỉ xem i10. Ra biển xem i10 mà mình có phân khúc B mình đi rồi. Tất nhiên là nó sẽ thiếu option. Tuy nhiên đã quay rất nhiều video rồi. Cái vô lăng thì nó sẽ không có phím đàm thoại hay là cruise control ạ, cũng chưa có màn hình giải trí, chưa có cam lùi, chưa cảm biến. Ghế nỉ cơ bản là mình độ đẽo mất vào khoảng chục hơn chục ạ. Ngoài ra thì mình có thể tham khảo như bản Mazda 2 bản cao thì nó rơi vào khoảng tầm hơn 500 một chút ạ, ra biển vào khoảng 550 đấy ạ. Gần lệch 80 triệu thì nó cũng hơn rất nhiều đồ. Ở cái này thì mình có thể xem xe trực tiếp ạ. CX-3 và CX-30 thì
tháng này cũng khá ít xe, tuy nhiên thì bên em vẫn có đủ để giao cho anh chị. Mình có nhu cầu thì cứ book máy alo hoặc là nhắn tin để lại số điện thoại để bên em báo giá nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo.